Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, các y bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ đã tặng khánh lưu niệm ghi dấu những em bé ra đời vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 với mong ước lực lượng Blue Trắng sẽ ngày càng lớn mạnh, nguyện hành động vì sức khỏe người dân. Với cái mong muốn là các cháu ra đời ngày hôm nay đó sẽ có một cái kỷ niệm trong cái cuộc đời của mình. Và khi nhìn thấy cái khánh như thế này thì các cháu sẽ, chúng tôi cũng mong muốn các cháu sẽ phấn đấu để trở thành những y bác sĩ đồng nghiệp của chúng tôi trong tương lai và sẽ trở thành những thầy thuốc giỏi giúp cho cái Việt Nam mình vươn tầm châu lục. Những khánh lưu niệm với dòng chữ ước mong sao sau này chúng ta là đồng nghiệp, bất ngờ nhận được món quà đầy ý nghĩa từ các bác sĩ, gia đình các sản phụ không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi có thêm thành viên mới chào đời vào ngày đặc biệt này. Rất là đặc biệt, như kiểu vỡ hòa, mình ngạc nhiên và bất ngờ. Bé hôm nay là một món quà rất là đặc biệt, sinh ra đúng vào cái ngày giờ hôm nay là ngày Thầy Thuốc Việt Nam nữa. Thì thật sự ra là có một cái cơ duyên nào đó, chắc chắn là sau này bé, gia đình cũng như là xã hội sẽ tạo điều kiện để cho bé đạt được những cái ước mơ, cái mong muốn để trở thành những người thầy thuốc và những đồng nghiệp của các y bác sĩ ở đây. Cùng làm trong ngành y tế và tình cờ đến khó tin khi hai vợ chồng anh Đinh Hoàng Thanh công tác tại Bệnh viện Bình Dân và chị La Thị Phương Thảo công tác tại Bệnh viện quận 11 lại sinh con gái đúng vào ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thầy gái rất là vui, sự trùng hợp và may mắn khi mà con chào đời cũng là ngày kỷ niệm Thầy Thuốc Việt Nam, ngày của bố mẹ. Thấy là một sự trùng hợp may mắn và tốt đẹp. Thế là gia đình rất là bất ngờ khi mà nhận được quà cũng như là kỷ niệm chương từ bệnh viện. Cái này giống như là một cái cột mốc cũng như là một quà kỷ niệm cho gia đình mỗi lần mà nhìn lại bé cũng như là nhìn lấy kỷ niệm chương vậy. Ngày Thầy Thuốc Việt Nam năm nay là một kỷ niệm hết sức đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước khi mà toàn ngành đang dốc sức chiến đấu với dịch Covid-19. Họ tạm quên đi niềm vui cá nhân, không nhận hoa, quà, chúc mừng mà dành hết tâm sức, tình cảm cho người bệnh. Món quà mà các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ gửi tặng những em bé chào đời đúng ngày 27 tháng 2 không chỉ là sự động viên đối với gia đình sản phụ mà còn là tình yêu thương, mong ước cho một tương lai tươi sáng, một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người của những chiến sĩ Blue Trắng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.